kính chào quý vị và các bạn. Hình ảnh mà các bạn đang xem chính là công tác chuẩn bị cho ngày hội Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, được tổ chức tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 với chủ đề Green Rice for Life, gạo xanh, sống lành, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm hội nghị tỉnh và các tuyến đường trong khu hành chính tỉnh với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Festival cũng có sự tham dự của nhiều nước và các tổ chức doanh nghiệp trên thế giới. Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và giúp ngành hàng lúa gạo Việt Nam và các thương hiệu nông sản tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội được giao lưu, hợp tác, tiếp cận với những công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu số hóa ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững. Với chủ đề Hành trình trăm năm lúa gạo Việt, Festival sẽ tái hiện lại hành trình phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam từ xưa đến nay, từ thời kỳ sơ khai đến những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam Lê Minh Hoan cũng mong muốn tỉnh Hậu Giang sẽ có công viên lúa gạo gắn với hình ảnh đàn sáo Hậu Giang được nhiều người biết đến. Đây là lần thứ hai tỉnh Hậu Giang tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam. Năm 2009, tỉnh Hậu Giang đã đăng cai tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất. Festival năm 2023 được nâng lên tầm quốc tế và cũng là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.